nhau cả nhà. Em lại tiếp tục lựa được hai em nồi hấp xôi các bác nhé. Một em là hấp hai tầng, một em là lồng hấp. Toàn bộ là nồi đun từ các bác nhé. Em vào từng em một cho các bác theo dõi này. Em làm một em này đường kính 21,5, sâu 15. Em là 550.000 đun từ mã số 6 của ngày 26 các bác nhé. Các bác nhìn thấy tay của nó kinh khủng không? Tay của nó đồng hình cái tay của yêu cái lồi này. Nhìn đinh tán dùng cái lớp nhìn ở bên trong đấy, cái từ cái lồng hấp này xuống bên đáy nó còn rất là sâu đó, nó rơi vào tầm 7 phân. Các bác nhìn cái ruột bên trong là lồi gần như mới nhá, mới đến 99% luôn các bác. Đấy, con nồi này là nồi hàng hãng này, hàng thương hiệu này, Yokayama này, nồi hai đáy này, tay chân đinh tán rất đẹp mới luôn. Cái phần tay nhựa nó còn bắt ốc tiếp này, các bác nhìn chưa? Đấy. Nhìn này, nồi quá đỉnh, quá chất lượng luôn. Nó là đặt cái lồng hấp này vào thì các bác hấp được, và khi nhấc cái lồng hấp này lên thì các bác đun sôi luôn các bác chứ. Con lồi rất là sâu đấy, này. Sâu 15 luôn. Đấy, hàng thương hiệu này, hàng đỉnh luôn nhé các bác. Rất đẹp. Các bạn nhanh tay chốt em này thì được rồi. 550.000, chỉ có 550.000 thôi. Đường kính 21,5, sâu 15 là rất là dày và lặng nha bác nhé. Đấy. Lặng 1,5 cân này. Con này mã số 6 của ngày hôm nay là ngày 26 các bác nhé. Bác nào ưng chốt chụp màn hình cho em nhé. À, bác nào ưng báo em luôn nhé, bởi vì chỉ có 2 con thôi. Mã số 6 của ngày 26, khi đặt cái bỏ cái lồng ra thì cái vung nó vừa khít luôn các bác nhé. Đẹp đấy, cái lồng hấp của nó cũng đẹp luôn các bác này. Như cái lồng hấp này thì các bác có thể hấp được tầm tầm 1-2 cân gạo xôi đổ về các bác nhé. Hấp hải sản bè bè vua ghẹ thì các bác hấp phải được tầm gần 2 cân luôn nhé. Cái lồng rất là to luôn, to và sâu, cái nồi nó sâu hấp ý. Sâu 15 này, khi mà từ cái lồng hấp này xuống đến đáy khoảng tầm 5-7 phân các bác nhé. Đấy. Nhìn cái tay này rất là thích luôn, cái tay cầm nó xa không bao giờ sợ nóng nữa. 550.000 bác nào ưng chút luôn cho em. Cái chỗ này nó là nó ấy thôi, đây là do cái tem của nó đấy, khi mà vệ sinh nó bị bật ra thôi bác về bác lột ra rồi nó như kiểu nó băng dính này, không có vấn đề gì đâu. Hai đáy luôn rồi cả đời không hỏng nữa. Đặt cái nồi trên bếp cũng đẹp luôn các bác nhé, đẹp chưa, nó xinh cái nồi luôn. Rồi em lên tiếp một em này nhé, em này đường kính 22, sâu 17 này. Em này cũng có giá 550.000, em này là nồi hấp 2 tầng nhé. Hấp 2 tầng nhé. Mã số 7 ngày 26, nhìn tay của nó đồng bộ luôn nhé, chứ không phải là nồi ghép nhé. Tay đồng bộ, lồng hấp và lồi đồng bộ, vung thủy tinh này. Vung Meyer hàng Mỹ luôn. Lồng hấp thì con này hấp được khoảng tầm cũng tầm cân hơn cân gạo đổ về nhé. Đường kính 22, sâu 17. Và cái nồi này thì cũng như con kia. Đấy, các bác bỏ lồng hấp ra thì dùng để đun nấu này. Đấy, chức năng 2 trong 1, các bác không phải mua lồi riêng mà là lồi hấp xôi riêng mà lồi đun nấu riêng. Thế như con này các bác kho thịt rang nấu ok luôn. Tay này, nồi hai đáy này, vượt nồi như mới luôn này. Trong đồng lồi quá chất lượng luôn các bác. Chuyển được hai lửa hai nồi hấp em đang nướng luôn các bác. Một hai em đều 550.000 nhé. Bác nào lấy hai con này thì em bao ship luôn. Đấy. Còn lấy một con thì các bác chỉ 30.000 thì ship cho em nhé. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video.